cua anh cua anh không nè anh cua anh không hả anh cua của anh không cua anh hả ừ. Em ăn cua anh không ăn cua anh nè ăn cái gì cua cua anh hỏi em ăn cua không ăn ăn thì anh nướng anh nướng cho em đi anh thích ăn mè của em hả mà vậy chim chép của em á với em sống hay chết trời ơi sống ngồi đây tôi chim chép ăn muốn gì nữa thế là chim chép em sống hay là sống là chết để cho anh có lao mà vậy trời để cho chồng của em ăn đi ủa anh lại gì của tôi cảm ơn quá chồng em anh lại gì của tôi anh là người dân nước lạ anh lại gì của tôi anh là người dân nước lạ ăn nó một bốn con cua một mình nó cầm cho nó ăn một con bốn con cua ăn dữ vậy trời nghỉ nhập hay ai nhập ăn dữ vậy ăn thì nó có sức tôi sẽ có nhắc em nó không ăn chim chép của em hả nó bắt em ăn cua không hả có anh có hẹn rồi anh nó ăn tối mai nó ăn chim chép giờ rồi không có ăn anh có hẹn hẹn ai vậy hẹn con nào hẹn ai em nói là em hỏi làm cái gì hẹn con nào em hỏi làm gì anh dám cho tôi gặp mặt nhỏ nó không 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 em là cái gì em cho em dám cho gặp nó không dám tôi không đẹp không xử đẹp không ăn tiền ok mới cho chút nhẹ em gái anh trai của em á hả dạ chị dạ hả em tên gì Phượng Sài Gòn hả Phượng Sài Gòn Phượng Sài Gòn em biết cái này gì chị không lúc đó hay nó nắm đầu em nó quýnh em như ai như là cái gì vậy tôi tóc tém nó tóc vàng nó không lại hơn vậy đừng có nghĩ là tóc tém nó không quýnh em nó nắm của em quýnh ghê nhưng mà anh đừng có ca mà anh ca một mình tôi để tôi quýnh tôi nha nha quýnh luôn ca hai đó nha dạ anh chỉ nghe mấy ca đâu cho em quýnh tôi xử luôn anh luôn trước á anh đâu có cho em quýnh tới người tình của anh xử anh chứ xử nhỏ kia sao mà anh là người đàn ông anh bội bạc lắm bắt cá hai ba tay trời ơi người đó mà một số anh nắm gái vừa vừa thôi hả tôi nói anh nhà nó nói chuyện anh nói chuyện ai vậy sao hả sao sợ sợ rồi em nói sao tôi nói anh đó anh đừng cho tôi thấy thấy tôi dễ sợ lắm á chỉ em thấy bên người tình đó rồi hả tôi là gì của anh em chỉ là người dân nước lã của anh thôi ủa chứ mà tôi là vợ anh hả không vợ mà có 500 đô chồng chưa luôn 100 đô cho xài tiêu cho 500 đô gì 500 đô nay em nhé hàng cho anh có thằng bạc nào đừng có 500 đô trời ơi rồi đi mà bán tiền quá như trời giờ mới thấy trời ơi có tiền mới làm phiền thiên hạ được em nhớ đơn vị điều đó nha không có ai mà cho công mà bao vợ ok thì chưa em vậy em cho không á không cho đâu mà có đi của em là dễ dãi chắc à. Còn của anh á tiêu chuẩn của anh tiêu lời của anh được ra là cái không có gì mà cho không biết mà chị là ý là người đàn ông mình anh là đến người đó thì nó phải trả tiền cho anh hả rồi anh là ấy mà rồi anh lấy cái kiến anh coi vô cái kiến của anh đẹp mà anh đẹp xấu anh không đẹp dạ. Không nè anh đẹp anh không đẹp anh đọc ôi ôi gan ghê không giá của nó nha dám không kìa một người phụ nữ mà đến với danh là phải vì tiền anh sống vì tiền cái gì vậy mà trời trời cao có mắt lắm ăn tiền một phụ nữ thời gian sẽ là con ma chết đói em không nghe tao nói có tiền có quyền khám phá nghe thôi chứ hả trời anh về anh khám phá em đây nè chết chém nè nè anh chèn ghê quá chết chết nè xin lỗi em cứ nghe nè cái bột nắp ngửa thì thử có đưa cái 200 đô nhé hốc hốc liền trời ơi nè đưa 200 nè hốc 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 ngại em nên nhớ kỹ đi trên đời này không có ai mà cái gì là cho là miễn phí hiểu không giống như em đi mua đồ em trả tiền ta mới lấy được cái món đồ đó thì đương nhiên ăn món hàng đó mà trả tiền đúng rồi. Rồi anh đâu phải là món hàng để cho em ăn xong rồi em dùng rồi. Anh em đỉnh cao quá hả? Xin lỗi, có ngàn người té đâu. Anh không có cao thượng hay là cái gì nhưng mà cái lực của anh đưa ra từ xưa nó là vậy. Thấy chưa mọi người thấy không? Anh chị thấy không chị? Thấy cái gì? Nè người ta nói câu á. Ỉ à ép. Ỉ à ép. Cái gì? Ỉ à ép. Ỉ à em ỉ à ỉm hả? Anh ỉ. Em ỉ hả? Anh ỉ hả? Em ỉ hả? Anh ỉ. Anh ỉ, em im. Tối mê lắm. Trời ơi. Tối nào sao? Tối nào cũng điện thoại ý chứ. Có không? Tôi là con liền ngày hôm qua đi ra hát cho về điện thoại tôi. Em đang làm gì nó? Tôi nói, ủa gì trời? Nó làm gì nó ngọt gì? Nó biết. Anh ơi,
em mui em muốn anh được không? Nó không. Trời ảo tưởng sức mạnh đó cả nhà. Ảo tưởng đầu nói mắt. Ừ, sức mạnh rồi sáu rồi để bữa nào đi. Không có sáu. Bây giờ bữa nào đi, bữa nào đi, bữa nào chứ ảo tưởng. Ảo là tôi nằm mơ. Nè, mình lên đây mình nói là mắt là phải có chứng nha. Hồi tối nó hồi tối vậy nó hỏi anh, ủa hôm nay có nhậu không xỉn đấy hả? Cái đó là không có xỉn, anh bình thường ấy đấy. Chứ mấy mày xỉn mày mày ứng mày kiếm rau hả? Nó nói gì đó nó ôi trời sai lầm nha em. Anh xỉn vô anh không kiếm mấy bao giờ. À, hồi nãy là ở trong quán cà phê là em bắt quả tang luôn, kêu anh Danh đi cho anh Danh 500. Danh cộng đồng đó, có chứng cái này. Mà lúc đó là anh đưa anh đi ra ngoài rồi. Ở trong đây móc 500 đô ra nè. Đi với em đi em đi, đi với em đi em đi 500 đô đó. Có nghĩa là gì tiền đó? Nhiêu? 500 đô. Giá có nghĩa 500 đô hả? Em đâu? Nhiêu? 500 hả? Làm đi bây giờ. 500 cái tin nè. 500. 500. 500. 100. Đồ em. Người mà ham tiền quá như trời. Sao? Giờ tiền sao bây giờ không có tiền sao mà sống? Có tiền. Ham tiền có tiền em mới nói được. Con chó chạy ngang nó con mèo ta cũng nói nghe. Bây giờ em hỏi chế tiền chứ không ham tiền không? Tiền cũng có đâu có ham đâu nhưng mà thôi bây giờ có ham tiền không muốn nghe nè không có ham á cho ta gửi nó 200 đô kia thôi gán nhím thêm 100 đô nữa thì chẳng 300 trời ơi nghĩ ai đó anh cũng đói mà anh đẹp ra nó nhiều mà anh xấu như ma vậy anh chị ơi 1.000 không mẻ ra nè trời ơi dễ ăn tiền đó hả ỉ ít nhảy đi hãy để đó mày nhà nhảy nè hãy để thời gian trả lời hãy để thời gian trả lời ok nhảy đi nhảy đi nhảy đi nhảy kiểu gì người đâu mà ham tình quá như trời ý em là bây giờ em muốn ảnh ăn sò lông của em hay gì ảnh ăn giờ nào cũng nữa chưa ảnh kìa ảnh nó muốn đi quên đâu đó bao nhiêu trăm rồi trăm gì trăm đô rồi tao này đứng nghe điện thoại với anh nếu ấm thì phải tay giơ đúng không hả ủa trăm đưa bán gì đó tay giơ đúng không nói chung là thôi má tỉnh đi má tỉnh vậy đi đang ngủ gì vậy không vậy mà xuống cái con kiến mà ơi trời ơi kiến kiến bay người tôi chụp liền kiến hả kiến ghê vậy nha kiến nha nè em qua bỏ 50 mà dành 80 cũng bị chảy máu rồi dễ ăn thôi có nghe nè em nói chị biết nha ở đây em bỏ 50 cũng chầm 50 tử 50 qua 50 bỏ 50 tiếng nó nói cho 4.200 còn lại chắc có hồn quá không còn lại chắc có hồn cho chị cô hồi cũng 80.000 mà ăn được đấy mà lấy ra 50 là 30 ủa chị đã dịch cô hồn thì hết xuống đúng không có đang dịch cô hồn khí cho mà cái đinh nó dính dính cái cục nó cái máu tuôn ra vừa hiểu sao mà em mê nó hả sao em mê nó mê nó nhảy dâm á nha hả nó gì luôn á bây giờ ai lên bông đi em nhảy sexy dâm với của anh Tử nè anh lên bông đi anh lên bông luôn là được nhiêu nhiêu lên nhảy bây giờ nhảy là được nhiêu nhảy là nhiêu nhảy nhiêu ai biết thì em lên ai lên bây giờ ai lên đó nó tới tiền bạc là nó lên không vậy ủa lên. Mình muốn ăn ta thì mình bây phải đầu tư chứ bây giờ kế vô á ăn ai em ăn cua của anh nữ. Anh đến với tôi ăn hai bánh cho trả tiền nếu với tôi là chưa đi khách gì á đang làm với ông đi khách không xong rồi nó đi đưa cho anh coi đó 5 tỷ để đi khách 5 tỷ hả ừ cao dữ vậy ráng xưa làm đi quên mà trời ơi trời trời này mà 150 không biết tao đi không trăm rưỡi bao không để tao mua miếng thịt bò vậy nó còn ý nghĩa mẹ không chơi mẹ không chơi thì khách chơi cho mẹ luôn nếu mà ông nào mà xỉn rượu ngoài tầm 70 không thấy đường mới chơi mày còn tỉnh tỉnh mớ mớ mà mở mắt ra thấy mày cả ma liền chà anh dễ sợ không anh thảo với chị nha mà tôi nhú mất cổ nè anh đem về đi chị hả
nhảy nó xì dầm với em, lên ta bông lên đi. Nhảy đi, lên bông lên. Sao nó nhảy nè, đứng đây. Chạm rồi. Trời ơi, giỏi. Ê, gì vậy? Không đau nha. Sao cái cây kia không đau? Mới giả đó, mới mài lại đó. Ủa, ngày nay bị chỉ hết rồi em. Bị gì? Bị chỉ. Đúng chứ. Cái lời đó. Đúng là bị chỉ mà nó chặn. Tại anh nói là bị chỉ mà không? Không có. Là bị sao mà nghe nó mổ chỗ đó. Bị sao mà mổ chỗ đó không biết. Ở sớm đồn là bị sao mà mổ cái chỗ đó. Em bị chỉ mà không? Thôi má hết rồi, nó không được lên mạng nha. Trời ơi, chừng nào em mới cho ảnh ăn chép chép của em. Ảnh hẹn 3 tháng 7 đi Trung Thu. Tết Trung Thu không ăn luôn. Em không có chịu chi vậy, anh lấy gì anh ăn? Khi mà anh đòi cao quá má ơi. Bớt chút đỉnh hai bên gặp nhau. Anh đòi tới 100 đô được má. Thôi về 50 thôi. Hả? 50 đô. 50 được không? Giờ bớt giá luôn đó, nè giá xeo 70. Nhận triệu đấy đại đi mệt quá rồi. Triệu hay đi đâu. Tao đến nhiêu? 50 đô đó. Triệu 2 50. 50 đô đó. Triệu 2 thôi. Triệu 2 bớt 50. Triệu 2 bớt 50 ngàn. Được không? Nhưng mà ra ba cái nha. Nói chung ba cái là chưa đủ nhu cầu của anh Nam Cưng. Trời ơi. Chứ nhiều. Trời ơi, 5-6 cái mới đủ. Ủa, 1.2 triệu mà 5-6 cái tính là rẻ. Chia ra có cái có 200 mà. 1.2 triệu chia ra cho 200 cái à. Không có mặc đồ nữa. 240 à. Rẻ đó. Rẻ hả? Rẻ. Em là vừa được ăn cua nè. Ok. Rồi là sò lông của em cũng được ăn nè, ok. Vô chén miệng nữa. Ăn nhiều. Má cái đi hai hàng. À, sao bớt á, đụng. Bớt 50. 50 đô, 1.2 triệu thôi. Đừng có nói một cái, hai cái, ba cái gì anh nha. Chị 5-6 cái, 7-6 cái cũng chừng. Không, anh danh là cho người đẹp là có hàng chục rồi, có chục tá rồi chứ không có cái nha. Em thể hiện đi anh, em thể hiện cho nó thấy rồi nó mê anh. Ủa hổ liếm đôi tay. Ủa hổ liếm. Ôi 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 ôi. Xét quá nó rồi. 1.2 triệu rẻ. Đến đây em. Hiểu chưa? Ủa, có lần gặp bạn. Em hiểu chưa? Anh ơi trội. 1.2 triệu. Không. Còn không lộ chi tiền ra đi. Hả? Mình dạy trai đi. Mới nhẫn cũng được. Đó, thấy ảnh chưa? Đó. Đó. 6 muối. Đó. 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 Ôi. Đó. Đó. Sao phải ở tỉnh rồi đó, ở tỉnh rồi đó. Nửa đi. Nửa mới đưa được, chưa đưa. Ủa, mới chứ đưa liền hả? Trời ơi, trời ơi, bốn cái mặt dính cục lông luôn nè. Dính nguyên cục lông luôn. Không có sao nó diễn. Có sao nó diễn nha. Nguyên cục lông luôn. Đừng có ai vậy. Quý. Quý. Phải. Ôi vuốt cái mặt chính luôn lòng luôn ghê. Vợ chồng tôi hiểu nha. Tôi chồng. Chồng tôi cứ hiện hửi nách tôi hửi liền. Ủa. Vợ chồng mà chưa hiểu. Cũng đúng nè, vợ chồng mà. Hửi luôn. Ủa gì? Tôi hửi được. Trời ơi, sáng giờ tí không á. Trời ơi. Cái mùi chua nó nằm ở trong đó không đó. Ông chồng thơm. Phải không? Hồi chưa tới giờ rồi. Anh sạch có dễ gì nè. Em cũng vậy, giờ chồng mình sạch sẽ mà nãy giờ anh biết rồi. Anh cũng liếm em qua rồi anh biết mà. Trời ơi, trời ơi. Mày nói khúc này hơi bị sai nha. Khúc này cắt giùm em nghe, sai quý vị chưa. Ủa, ủa con ỉ gặp con ăn đi. Ăn đi. Chưa bao giờ nghe. Nói sai vậy. Nói chuyện liếm nhậu rồi đó bồ. Liếm. Clip tụi em vui vẻ nha mọi người. Clip vui vẻ mọi người ơi.
anh để nắp anh mua cái rồi. Trời ơi, giảm lên. Nữa hả? Trời. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Xét quá vậy trời. Trời ơi.